Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với trung tâm chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hồ Chí Minh. Tôi là bác sĩ Nguyễn Tấn Vũ, đến từ đơn vị nội cơ xương khớp. Hôm nay tôi xin giới thiệu một cái chủ đề mà rất nhiều quý vị sản phụ sau khi sinh gặp phải, và chúng ta rất là lo lắng và không biết là chúng ta mắc bệnh gì. Tại vì sau khi đón cái đứa con chào đời đó thì chúng ta đang rất là vui, chúng ta đang phải rất là bận rộn phải chăm sóc em bé, thì tự nhiên chúng ta phải gặp phải một vấn đề rất là nan giải, đó là chúng ta sẽ bị đau cái tay, đau ngón cái, đau cái cổ tay, làm dẫn tới rất nhiều cái phiền toái, và chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tới rất là nhiều cái việc mà chăm sóc em bé. Và cái chủ đề này nó sẽ đánh vào một trong những cái nỗi lo lắng của chúng ta nhất, đó là làm sao để không biết nguyên nhân nó là cái gì, mà tại sao tự nhiên sinh em bé mà cái tay mình nó lại đau hơn, trong khi mình không có làm cái việc gì nặng hết, em bé nó chỉ có 3 kg thôi. Thì đúng rồi, mặc dù em bé nó chỉ có 3 kg thôi quý vị, nhưng mà hàng ngày chúng ta cứ ẩm qua ẩm lại, bế lên bế xuống, từ nôi lên lòng bàn tay, rồi ôm ấp, rồi đỡ, thì cái việc mà lặp đi lặp lại đó thì giống như mà mình khi bẻ một cọng dây chì dây sắt quý vị. Quý vị bẻ rất là nhẹ nhàng, nhưng mình cứ uống qua uống lại vậy nè, mình uống nhiều lần á thì tới một lúc nào đó cái dây sắt nó cứng như vậy thì nó cũng gãy thôi. Thì cái gân và cái khớp của bàn tay mình cũng vậy. Đó là cái lý thuyết mà đầu tiên đơn giản nhất mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là một cái công việc nhẹ nhàng nhưng mình cứ lặp đi lặp lại ha, thì nó vẫn có thể gây đau và viêm khớp của tay cho mình. Đó là cái thứ nhất. Mà khi mình đã biết chị rồi đó, thì bây giờ mình sẽ tập trung vô coi là cái nguyên nhân mà gây đau cho mình đó ở đây nó là cái gì. Chúng tôi ở phòng khám gặp các sản phụ hậu sản đó tới chăm sóc em bé để thay thang đau cái tay, thì thường nhất chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ đau ở trong cái vùng cổ tay, quý vị sẽ khai đầu cổ tay, hoặc nhất là vùng ngón cái, nhất là cái đoạn mà từ cái bề mặt bề ngoài của xương này nè, thì mình sẽ thấy là các quý vị thường đây đau nguyên một cái dải từ đây tới đây đó, thì thường là quý vị sẽ thang ấn vô, sẽ thang đau nhiều nhất là ở góc ngón cái và ở gần ngay cổ tay chỗ này đó. Đó là trên lâm sàng thì khi đi khám thì quý vị sẽ hay than phiền nhất chỗ này. Còn về mặt y khoa đó, thì ở đây mình sẽ khi mình dang cái ngón tay lên như chữ number one gì đó, nắp line đó, thì mình sẽ thấy là hai cái có cọng gân ở đây nó căng ra nè, mình sờ mình sẽ thấy mình nhờ sờ chỉ thấy một, thật ra đây là nó có hai gân, là đó là gân của dạng dài ngón cái và duỗi ngắn ngón cái đó, và cái gân đi xong trong một cái bao gân và nó gắn liền với cái đầu xương ở đây. Thì khi mà mình bế em bé đó, cái động tác mình cứ nghiêng qua nghiêng lại vậy nè, nhất là mình nghiêng qua hướng về mặt phía bên trái như nè, thì cái gân nó sẽ dạng và nó căng, và khi cái động tác lặp đi lặp lại nhiều lần đó thì nó sẽ gây viêm chỗ bao gân và viêm điểm nó bám gân chỗ đây đó. Thì đây là nguyên nhân chính gây nên cái quý vị mà than đau ngón cái và đau cái cổ tay khi chăm sóc em bé sau sinh. Về y khoa nó gọi là, nó có hai cái tên gọi, tên thường nhất mà mình gọi theo cái loại gân bị viêm đó, tức là viêm điểm bám gân hoặc là viêm bao gân. Còn cái tên nó có tên danh riêng là hội chứng đau quẹt van. Khi quý vị tìm hiểu trên mạng hoặc là các kênh thông tin thì mình sẽ thấy cái từ hội chứng đó. Khi mà mình có một cái loại viêm gân mà do hoạt động đó, thì khi mà mình điều trị thì quan trọng nhất mình phải cho nó nghỉ ngơi. Thì trong hoạt động hàng ngày á, lúc nào cái tay mình nó cũng cử động hết, cho nên là thật ra là mình nói mình nghỉ ngơi nhưng không bao giờ mình cho nó nghỉ ngơi hoàn toàn được. Cho nên là người ta sẽ có một cái dụng cụ hỗ trợ gọi là nẹp ngón cái. Mình sẽ ra các tiệm dụng cụ y khoa đó, thì mình sẽ thấy có cái dụng cụ nẹp, nó sẽ bao cái bằng ngón cái của mình và phần cổ tay ở đây, nó giúp cố định ngón cái. Thì thường là cái dụng cụ này mình sẽ đeo trong ngày, càng nhiều thời gian càng tốt, tại vì ban đêm khi mình ngủ đó cũng có lúc cái tay mình vận động nữa, cho nên là khi mình trở mình đó thì nếu mình đeo được cái này càng lâu á thì nó cố định cái gân, nó sẽ cho cộng cho gân nó nghỉ ngơi, thì nó sẽ giúp mình đỡ đau hơn. Cái công việc thứ hai mà mình có thể làm đó là mình chườm lạnh. Khi mà cái gân nó bị viêm đó thì sẽ có máu nuôi tới đây, máu nó sẽ xung huyết lên cái vùng viêm này, thì khi mà mình chườm lạnh đó nó sẽ giúp giảm cái hiện tượng viêm và có thể giúp mình giảm đau. Và khi mà những cái đợt mà viêm nhẹ đó thì nó có thể khỏi hẳn luôn. Thì quý vị sẽ lấy cái đá bọc, đá cục ở nhà mình đó, mình bỏ vào một cái khăn mỏng ha, chứ không mình sẽ không áp đá trực tiếp lên, mình sẽ đặt lên cái vùng mình viêm đau đây nè. Mỗi lần có thể là 10 đến 15 phút và mỗi ngày mình có thể làm từ 5 đến 6 lần khi mình bị viêm nhẹ. Thì đó là hai cái điều trị đơn giản nhất của cái bệnh lý này. Bây giờ nếu mà với hai cái phương pháp đó mình xử lý tại nhà mà vẫn không khỏi thì sao? Thì bây giờ bắt đầu mình phải dùng tới thuốc, nhưng mà
ở phụ nữ sau sanh đó thì mình còn phải cho con em bé bú nữa, cho nên là cái vấn đề dùng thuốc nó sẽ tương đối khó hơn ở người phụ nữ bình thường. Nếu mà sẽ có hai lựa chọn, hoặc là thuốc uống hoặc là thuốc tiêm tại chỗ, thì cái thuốc tiêm tại chỗ đó nó tác dụng nó sẽ tương đối nhanh, tương đối tốt, và nó sẽ cái nồng độ thuốc ở trong máu đó thì nó sẽ thấp hơn, cho nên là có thể mình sẽ phải ngưng cho em bé bú ngắn ngày thôi, có thể là ngưng ngày hôm đó thôi, ngày hôm sau cho em bé bú lại bình thường. Thì nếu mà chọn liệu pháp tiêm đó thì người ta sẽ có một chất kháng viêm ở trong ống tiêm, và các bác sĩ sẽ xác định được cái vị trí của cái bao gân, và người ta sẽ tiêm vào xung quanh gân của mình ở vùng viêm. Thì khi mình tiêm vào như vậy đó thì nó sẽ giúp giảm viêm tại chỗ và giúp giảm đau nhanh. Thì đó là trong một trong những cách tiện nhất và một cách tương đối hiệu quả để điều trị cái bệnh lý này. Cách đó thì có thể là mình chỉ ngưng cho em bé bú khoảng nửa ngày hoặc một ngày là được, là mình có thể vắt sữa ra trữ trước, rồi sau đó mình sẽ dùng cái phương pháp này để điều trị. Còn cái phương pháp thứ hai đó là mình chọn lựa thuốc uống là mình sợ tiêm quá đi, hoặc là dĩ nhiên cái việc tiêm đó thì hầu hết là an toàn, nhưng mà vẫn có một số cái biến chứng nhỏ. Ví dụ như mình tiêm cái đó mà nó loang ra da thì có thể làm teo da cái vùng này, hoặc là nếu mà tiêm không đúng kỹ thuật đó, mình tiêm vào gân thì có thể làm sơ hoặc rách gân. Dĩ nhiên là nếu mà mình tiêm đúng kỹ thuật thì hầu hết những cái biến chứng đó nó sẽ không có. Còn cái nếu lựa chọn biện pháp uống á, thì hầu hết các thuốc của mình kháng viêm giảm đau nó đều sẽ đi qua sữa, cho nên có thể là mình phải chấp nhận là phải cho bé bú ngoài, hoặc là mình phải trữ sữa vài ngày gì đó, vắt sữa ra trữ sữa, và trong thời gian đó mình sẽ không cho em bé bú được. Thì nếu mà dùng biện pháp uống thuốc thì có một số loại kháng viêm giảm đau thì bác sĩ có thể kê toa khoảng từ 5 đến 7 ngày. Thì trong hầu hết các trường hợp thì cái tình trạng nó sẽ cải thiện. Tức là mình sẽ kết hợp biện pháp là cố định ngón cái, chườm lạnh, rồi mình uống thuốc thì nó sẽ cải thiện từ từ và có thể hết. Vẫn có một số tỷ lệ nhỏ, mặc dù ít gặp nhưng vẫn có, đó là mình tiêm thuốc rồi, mình uống thuốc rồi, mình cố định luôn mà nó vẫn không khỏi. Thì những trường hợp đó bắt buộc phải dùng tới phẫu thuật. Do cái hiện tượng này nó liên quan là viêm cái điểm bám gân và cái bao gân nó bị viêm. Bao gân nó viêm nó co, nó khích lại, nó sơ cái vùng đó, thì cái cọng gân khi nó trượt trong cái bao gân đó nó sẽ gây viêm và gây đau. Cho nên ở những trường hợp đó bị tái phát mãn tính hoặc là khó điều trị thì người ta sẽ cắt cái bao gân ra, làm cho cọng gân nó không bị ràng buộc cái gì nữa, thì cái hiện tượng viêm nó sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Đó là tất cả những biện pháp điều trị. Ngoài ra nếu mà quý vị có thể tới được một trung tâm về trị liệu nào đó nữa đó, tức là mình phải thường không điều trị ở nhà được, thì mà phải lặp đi lặp lại một số lần, người ta có một số máy chiếu và một số biện pháp dùng sóng để giúp mình giảm đau, giảm viêm tại chỗ, thì cái phương pháp này mình phải tới bệnh viện hoặc tới các trung tâm về trị liệu thì mới điều trị được. Điều các quý vị quan tâm nhất là cái bệnh lý này có phải phòng ngừa được hay không? Dạ, hoặc là nếu mình bị rồi đó thì mình có cách nào để phòng tái phát hay không? Thì thật sự là nó có thể phòng ngừa được. Tại vì hồi nãy mình đã biết nguyên tắc của cái bệnh này rồi, đó là do mình lặp đi lặp lại cái động tác, nhất là mình căng cái gân ở phía bên cạnh này khi mình bế em bé đó, thì vô tình mình làm căng cái bao gân này lên và lặp đi lặp lại thì nó dễ viêm. Vậy thì cái cách giải quyết đó là sao? Đầu tiên đó là mình phải khi chăm sóc em bé đó thì tốt nhất là mình có thể thay phiên nha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là ngoài bế em bé đó thì mình có thể dùng những biện pháp khác, ví dụ là mình điều em bé hoặc là để em bé trong nôi. Mình sẽ cố gắng sắp xếp làm sao để hạn chế cái việc mà mình ẵm em bé lên quá nhiều lần, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ mình bắt buộc phải bế em bé lên thì mình phải để ý cái tư thế tay của mình và cái động tác của mình. Nghĩa là thay vì mình cong cái tay vậy, mình ôm nó vậy, thì mình sẽ để cái tay tư thế trung tính, thì cái tay mình sẽ thẳng. Khi cái tay mình thẳng đó thì mình khép cái ngón cái lại và mình bế nhẹ nhàng lên thôi, chứ mình không cong quá mức, không giãn tay quá mức và không giãn tay quá mức. Đó, tức là để cố gắng để tay và ngón cái ở tư thế trung tính và bế em bé lên một cách nhẹ nhàng, thì khi đó mình sẽ giảm tải áp lực lên cổ tay và khớp cái ngón cái của mình. Hy vọng là qua các bạn nói chuyện nhỏ này thì quý khán giả cũng có thể biết được là về nguyên nhân, một số phương pháp điều trị và cách để phòng ngừa cái hội chứng này. Cái hội chứng này nghe thì rất là đơn giản, nó viêm gân vậy thôi, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống và cái chất lượng chăm sóc em bé rất là nhiều. Vì nếu khi mình đau tai đó thì mình hoàn toàn không thể bế em bé được và em bé nó cứ khóc hoài, thì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều tới tâm sinh lý của cả bà mẹ và em bé. Dạ, xin kính chào quý khán giả và hy vọng là cung cấp được số thông tin hữu ích đến quý vị.